Vợ chồng Lê Báo từ An Giang xuống nhà tôi chơi đã có gì ta? Dạ ơi. Ơi. Trời đất, hai đứa mình vừa mở mắt thức dậy là Lê Báo nó tới rồi. Thôi kệ, tới nhà anh chơi, có quà cáp gì cũng mừng rồi. Dở lên thấy hai hũ me là ở nhà nó có sẵn đó mọi người. Thôi kệ, của ít lòng nhiều, kêu sen đá lấy đại cho nó vui. Mời vô, nghe đồn hai đứa mày mới đám hỏi chúc mừng nè. Ra mày coi nè. Ê, cái gì mày lên chứ, còn bây giờ cái nhà tao nó ngập luôn. Trời, mưa gì dữ vậy? Trời đất Phật, người ta kêu mà cái tên Lê Báo là đúng. Cần Thơ của người ta hỏi gà có mưa gió gì đâu. Nó vừa lên tới đặt đít xuống trời mưa ngập luôn cái lộ. Rồi mình lên mưa ầm xì đụng vậy tao cũng không biết để hai vợ chồng mày ăn cái gì luôn. Bây giờ mình với Lê Quốc sẽ đi trời mưa nên không có nấu gì cho người. Mình sẽ đi kiếm cái gì mình mua ăn. Cho hai đứa phận nữ nhi ở nhà. Tôi với nó xách xe chạy cà vòng Cần Thơ. Kiếm có cái gì thì thắp vô ăn. Trời mưa người ta bán ế, người ta đóng cửa hết trơn. Thấy cái quán lẩu hỏi ăn không ăn lẩu đâu. Rồi tới quán đồ nướng cũng vậy. Ơi mới ăn đồ nướng thì không ăn nữa đâu. Trời Phật ơi. Thấy vậy chạy dọc theo đường 91B chút xíu nữa là có các tiệm khá lấu kha thi. Nằm ngay chân số 46B Nguyễn Văn Linh Cần Thơ. Mà bữa hổm có thấy ngay đèn đỏ Mậu Thân và đường 3 tháng 2 cũng có bán nữa. Mày không ăn nữa thì thôi, đi về luôn đó. Nói vậy cái nó ăn đại cũng được. Tao đại vô bán họng mày à. Đứng đây tôi vô tôi mua. Ăn tập cảm nó được 5 món. Dạ. Mình không thích ăn cái nào mình bỏ cái món đó ra. Có lỗ tai nè, phú linh nè, lưỡi nè, bao tử nè, và thịt bắp giò không xương. Chú kèm nè, dưa chua, nhà tự làm nè, rau gừng chú mua nè. Không mà tôi công nhận thiệt, cái miếng thịt bắp đùa cắt ăn cái nó thơm phức. Từng cái bộ phận chú bán đều có cái công thức riêng hết. Lúc đứng ngoài là tưởng phá lấu người ta bỏ vô nước rồi người ta ăn không nha. Nước cái người ta để riêng hết. Một hộp như vậy thì có 800g, 280.000 bạc. Tới khúc này mình kêu Lê Quốc vô mình quên đem tiền rồi. Tại nãy trời mưa đi gấp quá xin lỗi mày. Nói chung là mới lần đầu ăn là phái rồi đó. Kiểu như rau người ta cho nhiều lắm, ăn tràn bán họng luôn á. Rồi móc tiền ra trả đi đứng cười gì không biết. Hồi vậy anh trả lại cho. Nói vậy nó mới chịu trả đó trời ơi không. Mà trả xong ra xe cái mặt chầm chầm. Tại vì buồn chứ vậy. Được không? Lại gì vậy? Kiếp nạn thứ 82 tới. Tới này nó kêu mình tấp vô đi, tôi hỏi làm gì? Nước gặp gì rồi sao chạy? Tương chiếc xe em rồi sao? Trời ơi tao chạy cho có gì tao đền, ok chưa? Đó cuối cùng cũng về được tới nhà rồi nè. Mình mãi thằng nào thằng nấy như con chuột lột luôn. Mày đứng đó mày ăn. Đi vô chưa? Vô trong mày ăn không được cái gì. Về tới nhà thì vợ tôi với vợ nó cũng xách đồ vô. Hai đứa cùng nhau bài biện ra nha mọi người. Ê người ta có cho thêm cái nước sốt gia truyền để chấm nữa nè. Rau thì thôi một mẹt đầy nhóc. Tiền rau không chắc 50.000 bạc rồi quá. Tới khúc này tôi phải công nhận một điều nha mọi người. Con bé vợ của ông Quốc nó ngoan hiền lễ phép kinh khủng khiếp. Kiểu như biết chuyện dữ lắm kìa. Mặc dù gặp tôi sen đá lần đầu nhưng mà hòa đồng vui vẻ lắm. Tôi sen đá là phái mấy kiểu bánh bèo vậy đó. Bốn đứa tôi bây giờ cũng bài biện ra xong, mọi người ăn cùng nha. À, bữa nay Đào với Lê Quốc qua nhà tôi không có gì đãi thì tôi kêu Quốc đi mua đồ nha. Ôi gì nó ngon rồi. Vô đại phá lấu này người ta bán thì không có kèm thêm bánh mì. Tôi với ông Quốc mới đi mua thêm bánh mì về ăn kèm nè. Phải công nhận một điều là cái chỗ này làm phá lấu không có hôi. Cái màu sắc thì bắt mắt, thường là trong mấy cái gột chứ thú linh là mỡ không, nhưng mà ở đây làm sạch mỡ ăn không có ngán. Dưới lại gia vị nêm nếm rất là vừa ăn. Cái chú hồi nãy nói là con cứ về con gói với rau rồi chấm cái nước sốt gia truyền của chú là bao ngon. Mà công nhận một điều là ngon thiệt. Mà hồi nãy cái ông bán cho mình không biết phải là ông chủ không. Hồi nãy ông chặt phá lấu mà tôi đâu nhìn phá lấu đâu, tôi nhìn cái tay với cần cổ ông không vàng đeo cả khúc. Rồi thôi bây giờ quay lại vợ chồng thằng Quốc. Tôi sen đá hỏi nó là mới đám hỏi chừng nào định cưới. Thông tin bí mật cho mọi người là Tết nha. Nhưng mà tôi cũng không biết Tết năm nào. Cái này tôi quên hỏi vậy. Thằng Quốc nó nói là từ hồi đó giờ nó mới ăn cái phá lấu này lần đầu. Lúc trước nó cũng ăn cái phá lấu rồi, nhưng mà người ta làm giống ca ghi gì đó, rồi chấm với bánh mì chứ không phải vậy. Nhưng mà kiểu này nó ngon hơn nha mọi người. Cái gạo đây người ta cho kèm đa dạng. Rồi mình lấy mình gói với mấy cái này ăn nó không có ngán. Bà nhà sen đá tôi gói toàn gạo diếp cá với salad không. Mấy cái gạo gừng ta có xá xị rồi lá cách ngon muốn xỉu không gói. Quên tới khúc này mới nhớ là cái cải chua ở đây người ta tự làm, không có cần trộn cái gì hết trơn mà vừa ăn kinh khủng. Rồi cảm ơn vợ chồng Lê Quốc từ An Giang lặn lội lên tới Cần Thơ để cho anh với sen đá thằng chầu 280.000 quá đã.